Đừng nhảy cho tới khi mình sẵn sàng nha, được chứ? Xin lỗi, đừng ép ba cháu nha. Cuộc sống trên tàu cứu thế thật chẳng đơn giản, đúng vậy không các bạn? Đã 147 ngày không ngửi được mùi đất liền. Món này là gì? Hệ bổn củ soạn lại. Ồ, và còn món này? Phiên bản cháy khét của món này ạ. Đây là toàn bộ số lương thực còn lại sao? Hả? Đừng có lo, tôi sẽ phân chia số lương thực này lâu nhất có thể. Dev, lũ nhỏ đi xa rồi. Là đất sao? Finny! Nhóc đã tỉnh. Tớ. Cô là Netrian. Đừng chọt vòi của cô nữa. Ta xây dựng vương quốc này để bảo vệ tộc Netrian. Wow. Khỏi như loài thú ăn thịt. Con tàu cứu thế đã cập bến rồi. Lại nữa sao trời? Chúng ta phải giúp họ chứ. Vậy ngươi nghĩ chúng săn gì khi nước thực cạn kiệt? Đá. Không phải là đá, mà là ngươi đó. Ngươi muốn chúng ta làm mồi cho lũ bạn ăn thịt của ngươi sao? Thời gian trên tàu cứu thế chúng tôi đã học được rằng đó là đừng bao giờ dạy dỗ thi nhột với con hà mã. Không đẹp. Chúng ta đã học được rằng các loài có thể bỏ qua sự khác biệt và sống hòa bình với nhau. Một cuộc phiêu lưu mới. Một hành trình tuyệt vời mà giờ mới kể. Ôi trời ơi, chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Các người đã làm gì với con tàu cứu thế vậy nè? Anh phá con tàu để làm bồn tắm nước nóng sao? Không, bọn ta phá tàu để làm ba bồn tắm luôn rồi. Tươi lên nào, làm ly mocktail cái ha.